Anh sẽ tiếp tục giải đề K3 của ngày thi hôm nay. Đầu tiên chúng ta xem xét đến cái câu 1. Ở đề của K3 này thì cũng không có gì mới mẻ cả. Hầu hết các dạng thì chúng ta đều đã đi xem xét qua và anh cũng đều chú ý trong cái tập hướng dẫn ôn tập tập hệ thống kiến thức toán lớp cấp 2 đấy. Bây giờ chúng ta đi xem xét câu thứ nhất. Câu nhất thì nó là một câu thông thường, là câu giới hạn. Thì chúng ta thấy cái giới hạn này là câu mà có dạng. Cái dạng giới hạn này nó là cái dạng mà một mũ vô cùng. Do đó mà chúng ta sẽ sử dụng đến quy tắc Lôi-Tan để chúng ta tính cái giới hạn này. Chúng ta sẽ đi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đặt y bằng cái hàm dưới dấu dưới dấu giới hạn, dưới lim. Khi đó thì chúng ta sẽ thu được cái len y, lúc này nó chính là len của 3 muích cộng 4 muích cộng 5 muích cộng 6 muích cộng 7 muích và trừ len 5, tất cả trên dưới. Vậy chúng ta xét cái giới hạn là lim của x tiến đến 0 của len y thì chúng ta thu được biểu thức như thế này. Và do là cái biểu thức giới hạn này nó có dạng 0 trên 0, dạng 0 trên 0, nên chúng ta có thể sử dụng đến quy tắc lôi tan ở đây chúng ta để chúng ta tính toán. Và khi mà chúng ta lôi tan ra thì chúng ta thu được một cái hàm như này. Và sau khi thu được một cái hàm như này rồi thì chúng ta chỉ được thay giá trị của không vào vào trong hàm. Thì khi thay giá trị không hàm vào trong hàm thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị giới hạn của hàm len y. Và đây sao ta tính toán được kết quả của giá trị giới hạn này. Và ở đây thì chúng ta có một cái kết luận là vậy. Thì giới hạn của cái hàm y ban đầu mà chúng ta đang xét khi mà x tiến đến 0 ấy, thì lúc này nó sẽ bằng e mũ len của 2520 mà chia cho 5. Cái quy tắc sử dụng L'Hôpital có thể được sử dụng cho hầu hết là các cái dạng hàm số mũ, như là dạng một mũ vô cùng, hay có thể sử dụng cho cái dạng vô cùng mũ không hay là không mũ không, đều rất là hiệu quả.